Hello cả nhà nha, thì hôm nay thì mình sẽ làm cái món là cá heo mình kho với trái giác nha. Thì cái cá heo này là cá heo ở Cà Mau, cá heo nước mặn ha, này, chứ không phải là cá heo nước ngọt. Thì cái này là người ta nuôi trong vuông á, cho nên là rất là béo và ngon. Thì cái cá này nó cũng tương tự như cá nâu gì đó, nhưng mà nó rẻ hơn cá nâu và ăn thịt nó rất là béo, rất là ngọt. Đây thì khi mình mua thì người ta cho thêm cái trái giác để mình kho kèm ha. Đó, thì cái này thì chị cũng có ở là Cà Mau thôi ha. Cá này nó cũng có ở Cà Mau. Đó, thì một cái đây là 1 kg ha. 1 kg này thì mình mua là 160.000 nha. Và người ta cho kèm theo trái giác để mình kho luôn. Thì bây giờ mình sẽ ướp gia vị để mình để cho cá nó thấm rồi mình sẽ bắt đầu mình kho ha. Này, mình ướp gia vị ha, mình sẽ để là đường, nước mắm, bột ngọt, bột nêm, hành phi, ớt bột, dầu điều. Đó, thì mình sẽ ướp những cái nguyên liệu này vô con cá của mình để cho cá nó thấm ha. Thì món cá thì mình thường hay ướp những cái gia vị như vậy đó, rất là đơn giản thôi ha. Đó, thì mình sẽ ướp một hồi, thời gian mà mình ướp cá thì khoảng chừng là 30 phút nha. Mình ướp khoảng chừng 30 phút thì cá của mình nó sẽ thấm hết, thì mình sẽ bắt lên mình kho. Mình kho cho cái phần cá của mình nó săn lại thì mình sẽ cho nước vào để mình kho thêm. Đó, đến khi chín ha thì mình kho cũng tương tự như cá nâu vậy đó. Mình sẽ cho trái giác vào. Đó. Kho mặn mặn ngọt ngọt đó. Rồi cái trái giác nó chua chua nữa. Rồi mình ăn kèm với cơm trắng với rau sống, dưa leo rau sống đồ hoặc là rau luộc ăn rất là bắt ha. Và cá này nó cũng hiền nữa, mặc dù nó là cá biển nhưng mà nó hiền nha. Đây thì cái cá này thì nước mặn nhưng mà nó hiền và bé thì ăn được nữa đó, rất là béo và rất là ngọt thịt nữa. Mình làm cho bé đồ ăn rất là hợp luôn nha. Thì mình để yên đây để mình ướp cá ha, mình ướp khoảng chừng 30 phút, còn nếu không có thời gian thì mình ướp chừng 15 phút cũng được nha. Rồi mình bắt lên mình kho, chủ yếu là cho cá mình nó thấm nó ngon thôi. Đây mình bắt lên cái mình kho cho cá mình nó săn chút xíu rồi mình sẽ cho nước vào để mình kho ha. Cho nước vào ha, thì mình kho cá mình cho nước sôi vào á, mình nấu canh cũng vậy nữa, mình nấu nước sôi sẵn á, khi mình cho vào thì cá của mình nấu thường nó sẽ không có bị tanh ha. Nếu mà mình kho cá hoặc nấu canh mà có cá đó, mình cho nước lạnh vào đó thì nó sẽ bị tanh, dễ bị tanh lắm. Còn ví dụ mình kho cá như thế này hoặc là mình nấu canh á, mình nấu bằng nước sôi. Đây, mình đổ nước sôi vô thì cá của mình nó sẽ không có bị tanh, hoặc là nhiều người người ta có để trà nữa đó, trà xanh á, thì cá kho nó sẽ không có bị tanh và nó rất là thơm ngon ha. Có rất là nhiều mẹo mình có thể tham khảo ha. Mình thì mình hay kho cái mình cho nước sôi vào, thay vì mình đổ nước lạnh thì mình cho đổ nước sôi vào, thì cá của mình nó sẽ, ví dụ như mình đang kho đó, mình đổ nước sôi vào thì nó sẽ sôi ụt ụt luôn, nó giữ cái độ nóng. Còn không á, thì nếu như mình để nước lạnh á, mình phải đợi nó sôi nữa thì cá mình kho lên nó dễ bị tanh lắm. Nấu nước sôi thì nó cũng sẽ tiết kiệm thời gian nữa, nó sôi liên tục luôn. Tại vì cá mình đang sôi cái mình đổ nước sôi vô ha, cái nó tiếp tục nó nóng và nó sôi nó kho tiếp luôn. Thì nói chung là tùy cái việc nấu của mỗi gia đình ha, có cái thói quen nấu ăn như thế nào thì mình cứ làm thôi, cái này là mình chia sẻ thôi ha. Làm như thế nào thì mình chia sẻ cho mọi người.
mình nó kho nãy giờ cũng đã thấm rồi ha, rồi mình cũng đã trở về 2-3 lần rồi, thì bây giờ mình sẽ cho trái giác vào ha, cho vào để nó ra cái độ chua chua trong cái nước kho đó, nó ngon. Này hồi mình để thích thì để tiêu, để ớt, để hành thêm ha. Này cá này kho thì mình ăn với cơm trắng rất ngon nha. Thêm một dĩa rau sống nữa, hoặc là một tô canh. Cá này mình có thể nấu nấu ngót, nấu canh chua hoặc là nướng cũng rất là hấp dẫn. Mọi người có thể tham khảo thử nha. Đây mình cho thêm một chút xíu hành với lại mình để ớt vậy ha. Ai mà ăn được ớt Sky á, thì sắc gan nó cũng sẽ rất là thấm và ngon. Mà tại nhà mình có bé cho nên là mình để nguyên trái nha, để cho nó không có bị cay nha. Này xanh xanh đỏ đỏ hấp dẫn nha. Cái nước nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua. Cái thịt cá thì nó rất là ngọt và ngon nha. Cá này béo lắm luôn. Rồi bây giờ thì cá của mình đã xong rồi thì mình sẽ tắt bếp và mình đem xuống để múc ra ăn cơm nha. Hấp dẫn chưa? Này, món ăn của mình đã hoàn tất rồi nha. Đây cá heo của mình kho trái giác nha. Hấp dẫn lắm nha, ăn với kèm với lại là dưa leo rau sống ha, giáp cá nhà mình trồng luôn ha, với dưa leo nè, ăn kèm với cơm trắng. Đây là canh bí đỏ và bên đây là dưa hấu nha. Đây thì món ăn của mình đã hoàn tất rồi, mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Món này thì mình làm đơn giản, nhanh gọn lẹ nhưng mà ăn thì ngon nha. Mọi người có thể tham khảo và làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã chịu khó theo dõi cái video clip của Trúc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip khác nhé. Và bây giờ Trúc xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.